Hello anh em, mình là Kim Mutun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà độ cho mình một cái tay ga là lên ga là nổ máy. Đó, thì có rất nhiều anh em đã yêu cầu mình hướng dẫn anh em mà làm cái bộ lên ga nổ máy như này. Thì cái clip này thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách thức mà làm cái bộ lên ga nổ máy như này. Nó cũng cực kỳ là đơn giản thôi. Thì cái bộ cùng ga ở trên cái xe quay ở cái clip trước ấy thì mình đã chia sẻ với anh em, thì mình đã tháo vào đây rồi. Thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm với anh em. Thì cái cách thức làm cực kỳ đơn giản thôi. Thì anh em biết đây là cái dây ga rồi. Nguyên lý của nó là nó sẽ lấy mát từ dưới cái chế lên theo cái dây này, và nó sẽ tiếp vào cái thanh đồng ở đây. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách làm. Thì đây là mình đã lắp lên xe rồi, thì mình sẽ không lấy nó ra nữa để mà chia sẻ với anh em. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách thức làm cực kỳ đơn giản thôi. Thì anh em sẽ kiếm cho mình một cái đoạn dây đồng. Thì có thể là mua cái đoạn dây điện ở các cửa hàng mà bán đồ điện đó, thì anh em sẽ mua cho mình một cái dây lõi 1. Cái dây này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1 ly thì nó sẽ vừa mới lại cái rãnh ở đây. Đó. Thì anh em sẽ lấy cho mình một cái đoạn dây đồng, nó sẽ rơi vào tầm từ cái điểm này cho đến cái điểm này, nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 3 đến 4 phân gì đó. Thì anh em sẽ tính cho mình như này cho nó đơn giản này. Thì đây nó sẽ là cái điểm đầu. Nó sẽ có cái lỗ để anh em cài cái đầu của dây ga ở đây vào đấy. Đó. Thì anh em gióng nó xuống dưới chỗ này, thì nó sẽ điểm cuối nó ở đây. Thì nó sẽ như này. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4 cm đấy. 3 cho đến 4 cm gì đó. Nó rơi vào tầm 4 phân 4 cm. Ok, thì bây giờ là cái đoạn dây đồng đây nó sẽ tròn như cái lan hoa ở đây mình có. Thì anh em sẽ đập bẹt cái đầu ra. Đập bẹt cái đầu này. Anh em đập bẹt cái đầu này rồi thì nó sẽ bè ra. Thì anh em sẽ lấy cái rũa hoặc cái máy mài, anh em sẽ mài hai cái đầu này đi để cho nó to đúng bằng cái thân của cái lan hoa ở đây. Thì ví dụ nó là cái dây đồng, nó sẽ to đúng bằng cái thân của dây đồng. Đó, thì anh em sẽ đặt vào điểm mà có cái lỗ ở đây. Đó, thì anh em sẽ đặt vào đây. Và anh em đặt như thế nào để mà khi mình đút được cái dây này vào đây, lọt cái dây này vào đây nha anh em nhé. Đó. Còn nếu như anh em để tròn thì anh em sẽ không đặt được nó vào đây đâu. Đó, thì mình đã làm ở đây rồi. Nó sẽ như này. Đó. Cái này thì anh em sẽ bẻ nó cong tròn đều ở đây. Và anh em sẽ định vị nó bằng keo con voi. Thì đây mình có một cái lọ keo con voi, thì anh em sẽ định vị nó bằng cái keo con voi. Ok, thì cái cách làm như này cũng rất đơn giản thôi. Anh em sẽ uốn theo cái vòng tròn ở đây. Anh em cứ đặt nó vào trong này. Đó, thì cái này nó sẽ lọt thỏm vào trong cái vòng tròn ở đây. Cái đường rãnh ở đây, nó sẽ lọt thỏm trong vòng rãnh ở đây. Thì anh em sẽ cầm cái lan hoa, anh em sẽ bênh này lên này, anh em sẽ lấy cái lan hoa anh em bênh ngược nó lên. Có nghĩa là anh em sẽ làm cho mình như thế này. Anh em nhìn vào đây. Đó. Thì anh em sẽ thấy một cái đoạn đồng nó chạy gồ lên. Đó. Nó cao hơn là cái nhựa ở đây nha anh em nhá. Nó sẽ cao hơn cái nhựa ở đây. Cao hơn cái nhựa ở đây thì nó mới tiếp được điện. Còn nếu như anh em mà làm bằng cái nhựa ở đây thì nó sẽ khó tiếp điện hơn. Thì anh em sẽ tính toán cho mình là làm nó sẽ cao gồ lên so với lại cái mặt nhựa. Đó, anh em nhìn nữa. Đây cái đoạn đồng này nó gồ lên khỏi mặt nhựa. Ok, khi anh em làm xong rồi thì anh em có thể lấy dây giáp hay là cái kéo anh em cạo cho nó mất cái lớp cách điện ở ngoài đi. Đó, rất là đơn giản thôi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà đo như thế nào để cho nó thông mạch. Thì bây giờ là cái đoạn dây ga của mình ở đây, thì anh em sẽ đặt nó vào đây. Đó. Anh em sẽ cần một cái kìm, bình thường nó rất là nhẹ nên bây giờ là có cái đấy nó sẽ cộm lên. Ok, thì bây giờ là anh em sẽ đấy, khi lắp vào trên xe nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ phải cử động được như thế này. Ok, anh em làm chỗ này nó phải cử động được nhá. Nếu như nó không cử động được thì anh em sẽ kéo ga là nó sẽ không mượt cái dây ga. Đó, thì bây giờ là mình sẽ có cái đồng hồ để đo thông mạch ở đây. Thì anh em sẽ đặt cho mình một cái đầu quét thử vào đây và một cái đầu. Ok, anh em để ý cho mình sẽ đưa về thang thông mạch. Và khi nó thông mạch rồi thì cái đèn đỏ ở đây nó sẽ sáng và cái đồng hồ nó sẽ hiển thị. Đó. Thì bây giờ anh em sẽ cặp một đầu vào cái dây ga và một đầu vào cái thanh đồng ở đây. Đó, nó tiếp điện rồi đó. Ok chưa ạ? Còn nếu như anh em mà không có cái đồng hồ đo điện ở đây ấy, thì anh em có thể đo thông mạch là gì? Anh em sẽ cặp một cái đầu bình ắc quy vào đây. Cặp một cái bóng điện vào chẳng hạn đấy, một đầu bình ắc quy vào đây và một cái bóng điện.
thì anh em có thể dí vào đây thì nó sẽ sáng. Đó, ví dụ ở đây là mình có một cái bóng đèn thì anh em sẽ cặp một đầu dương vào đây và một cái đầu âm vào đây thì sẽ là có cái bóng đèn ở giữa đó thì nó sẽ sáng. Đó, như thế là nó sẽ tiếp điện được. Ok rồi, bây giờ là mình sẽ tháo cái này ra. Đó, đây là bề ngoài của cái đoạn dây đồng mà mình đã chế ở đây. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em cách thức để làm được cái lễ ở đây. Đó, cách thức để làm được cái lễ ở đây. Thì bây giờ anh em sẽ lấy cho mình một cái rắc điện cấp từ dì máy lên của xe gym xe quay đó. Thì cái này có thể ra anh em thợ thì những cái rắc này người ta hay vứt đi, nhưng mình có thể xin người ta là được. Đó, thì khi anh em lấy ra thì nó sẽ có hình thức như thế này. Nó sẽ có hình thức là tròn như thế này. Ở đây nó sẽ có một cái đầu bập bênh như thế này. Đó, ở đây nó sẽ có một cái đầu bập bênh. Thì khi anh em cho vào kia thì anh em sẽ phải cắt cho mình cái bập bênh ở cái ngoằm ở đầu này đi. Anh em sẽ luồn một cái kéo vào, anh em cắt cho mình cái ngoằm đi. Anh em chỉ cần cắt được cái mép này thôi nhá. Đó, anh em chỉ cần cắt được cái mép này thôi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cắt tiếp cái phía bên này. Đó, anh em chỉ cần cắt như thế thôi ạ. Tại vì sao mà cắt nên như thế thì khi anh em ở đây nó có một cái rãnh ở đây này. Nó có một cái rãnh ở đây thì anh em có thể là đặt nó vào trong cái lòng cái rãnh này. Đó, thì nó sẽ vừa khít, nó không bị sục sạch. Ok, thì khi anh em cho vào thì anh em sẽ lưu ý cho mình như này. Anh em sẽ bênh như này nó cao lên, bênh cao hẳn lên như này. Đó, thì khi mình đặt cái ống ga ở trên này nó sẽ đè xuống. Mình bắt ốc ở cái cùm ga này, thì nó sẽ đè xuống, thì nó sẽ đè xuống, nó sẽ vừa khít với lại cái mặt tiếp xúc lá đồng ở đây, cái dây đồng ở đây. Đó, thì khi anh em cho vào như thế thì anh em có thể gắn bằng keo con voi vào đây. Đó, thì trong này nó cũng hơi tối, mình cũng không bật của lát đi. Đó, thì nó cũng đơn giản thôi. Cái cách thức làm này nó cũng cực kỳ đơn giản. Thì ở đây là mình lợi dụng luôn là nó có một cái lỗ thoát nước nhá, thì anh em cũng không cần phải khoan. Mà kể cả sau này anh em không thích nữa thì anh em lại bóc cái này ra thì nó sẽ lấy được cái keo này ra. Thì anh em sẽ vứt cái này đi. Và ở đây thì cái này, cái lá đồng ở đây ấy, thì nó không liên quan gì đến cái đằng dây ga đằng này. Đó, thì anh em có thể là vứt cái này đi. Nếu như anh em sau này không thích nữa thì anh em có thể lấy này vứt này đi là ok. Đó, rất là đơn giản thôi. Rồi thì bây giờ là anh em đã làm được một cái như thế này cho mình rồi. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Nó sẽ là bênh lên như này. Nó bênh lên như thế này và nó sẽ đây nó sẽ có một đầu trượt xuống ấy. Thì anh em sẽ làm cho mình như này. Anh em sẽ lấy cái kìm. Anh em sẽ bẻ cái này cho nó trượt hẳn xuống. Đó. Nó trượt xuống như này là để làm gì? Thì khi mà anh em lên ga xong anh nhả ga thì nó không bị mắc vào đây, nó không bị mắc vào cái gờ này. Đó, nó tạo thành cái cầu trượt, nó sẽ không bị mắc với gờ này. Đó, nó sẽ hình thức nó sẽ lên như thế này. Anh em nhìn rõ không ạ? Nó sẽ từ dưới này nó sẽ đưa lên vào đây, nó sẽ vụt xuống như này. Thì khi mình quay nhả ga về nó không mắc vào cái gờ như này. Đó, nó sẽ vào đây nó sẽ trượt là ok. Rồi thì bây giờ là anh em sẽ cạo qua cho mình cái lớp cách điện ở đây. Thì thường là cái này là đã chuẩn rồi thì anh em tốt nhất là cứ nên cạo qua một tí để cho nó tiếp điện tốt. Rồi thì bây giờ là anh em sẽ đặt nó vào trong này. Anh em sẽ đặt nó vào trong này. Đó, anh em sẽ đặt nó vào trong này và luồn dây điện qua cái lỗ thoát nước của cái cụm tay ga ở đây. Như thế là xong. Và anh em sẽ gắn keo con voi vào để chờ cho nó khô. Thì nó sẽ định vị nằm vị trí ở đây. Và khi anh em lắp cái cụm tay ga vào thì nó sẽ như thế này. Ok, thì bây giờ là anh em sẽ phải tính toán cho mình như nào. Ở cái tay ga nó sẽ có một độ dơ của dây ga nhất định. Đó, anh em sẽ tính toán và đo kiểm cho mình. Anh em chỉ cần hơi nhích ga một tí nhá, hơi nhích ga thôi là cái này là đã được tiếp điện. Cái lá đồng ở đây nó sẽ phải tiếp được vào đây rồi. Còn nếu như anh em mà làm mà nó độ dơ nó lớn quá thì bắt buộc anh em phải kéo ga to lên như này. Đây anh em có thể nhìn thấy, anh em phải kéo ga to lên như này. Thì chỗ này nó đã mở một cái khoảng rất là rộng rồi. Nếu như anh em mà có vô tình để số, nhất là số 1, thì anh kéo ga này phát là nó sẽ chồm đi mà cũng cẩn thận là gây tai nạn. Đó, cho nên là anh em sẽ tính toán cho mình ở cái mức độ là chỉ nhích ga một xíu thôi. Chỉ gọi là theo cái độ dơ của dây ga, nó hết độ dơ của dây ga cái là máy đã nổ rồi. Khi máy đã nổ rồi thì lúc đấy mình sẽ làm chủ tình hình là mình có thể kéo ga là mình đi.
còn tránh cái tình trạng mà vừa mới kéo ga để cho máy nó nổ, mà máy vừa nổ cái là xe đã vọt đi, như thế là cực kỳ nguy hiểm. Đó, thì cái cách thức là rất là đơn giản thôi. Rồi và bây giờ là anh em có thể là làm xong rồi thì anh em sẽ vặn cái dây ga này vào cho mình như này. Đó, cái cách thức lắp rất là đơn giản thôi. Anh em sẽ lựa vào một lắp. Thì đây là mình ngồi nó hơi bị cháy tay nên là mình lắp cái này nó hơi khó. Đó, thì anh em lắp nó vào. Thì bây giờ là mình sẽ cho lên vào đây. Ok, đấy, nó như thế. Thì anh em sẽ đủn cái dây ga này xuống. Mình ngồi như này thì nó hơi cháy tay. Đó, thì anh em sẽ đặt cái này ngoằm vào đây và bắt vít vào đây, thế là xong. Bắt con ốc vào đây, thế là xong. Và anh em có thể kéo ga như thế này là nó sẽ tiếp điện. Và nó tiếp điện ok ngon lành rồi ấy. Anh em sẽ đo kiểm cho mình là sẽ đo mát ở đây hoặc là đo ở cái đầu dây ở đây chẳng hạn. Anh em sẽ đo cái đầu dây ở đây. Khi nó thông mạch ngon lành rồi và cái đầu một đầu thì anh em sẽ dùng cái thử vào đây nhá, ở đầu cuối cái dây ga này. Đó, một đầu thì anh em sẽ dùng cái thử vào đây, thì khi anh em chỉ cần hơi nhích nhẹ như này một cái là nó đã tiết được điện rồi, ok rồi, thì lúc đấy anh em mới lắp hoàn thiện lên xe và anh em có thể test kỹ đó, để tránh cái tình trạng mà mình vô tình mình kéo ga lên là nó đã nổ rồi. Như thế là nếu mà có số thì nó hơi bị nguy hiểm đó, thì anh em có thể can thiệp bằng một cái công tắc vào đây. Thì anh em sẽ nối một cái dây dài, dây anh em đấu một cái công tắc vào, thế là xong. Ok, mình đã giới thiệu và chia sẻ xong với anh em cái cách mà lên làm cái cùm lên ga mà nổ máy. Đó, rất là đơn giản thôi. Ok, xin chào anh em, mình là Kim Motul, hẹn anh em ở cái clip tiếp theo.